Trận thua 1-2 trước Campuchia khiến U18 Việt Nam đã chính thức dừng chân tại vòng bảng giải U18 Đông Nam Á Cup Net Media 2019. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam không thể vượt qua vòng đấu bảng. Điều này khiến cho người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Khi thua Campuchia thì U18 Việt Nam loại vòng bảng. Tất cả người xem biết rồi. Tôi hết sức thất vọng. Đương nhiên là bóng đá trẻ thì còn tương lai. Mà ai đấy sẽ tiếp tục thì phải chờ xem sao. Theo bạn thì tôi nên nghe thấy bạn hay nghe thấy ai để quyết định của mình, hãy chờ xem. Chúng ta luôn luôn có những cái tiềm năng rất là lớn, nhưng mà tôi đã trả lời rất nhiều lần, bóng đá trẻ chúng ta cần thời gian. Không phải là chúng ta tập trung đào tạo tốt thì nó sẽ ra cầu thủ tốt ngay. Thì các bạn biết rồi, nhiều câu lạc bộ lớn trên thế giới, như học viện bóng đá của Barcelona, sau cái lứa Xavi, Iniesta thì họ đâu có tài năng nào đâu, họ cũng vẫn phải mua cầu thủ tài năng, được huấn luyện, được chăm chút, được đầu tư. Nhưng còn vấn đề phát triển cũng phải cần nhiều yếu tố nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.